một giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người theo cánh chim về vui với đời, để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Nỗi đời lòng lộng chiều mưa nhớ Xin kính chào tất cả các bác. Ở video clip này xin giới thiệu các bác một bộ dề pâu rất khủng, một dòng dề pâu high end của Mỹ. Cách đây khoảng một tháng thì em cũng có một bộ dề pâu tương tự như vậy, nhưng bộ dề pâu đó nó chưa gấu bằng bộ này các bác. Bộ này là một bộ gần như hết số của Adecom. Mã của nó là GFA 545, một dòng dề pâu đánh 12 con sò các bác nhé. Lưu giúp em, đánh 12 sò và sử dụng tụ high-end, tụ Adecom 36V. Những dòng Adecom là dòng dề pâu high-end các bác biết rồi. Đây con dề của nó nặng, riêng con dề của nó nặng đã gần 10kg các bác, cực kỳ nặng con dề. Các bác linh kiện đặt kín đấy ạ. Có rất nhiều chip xử lý tín hiệu cũng như là chip control tông từ của Nhật Bản rồi của Mỹ. Rất nhiều các bác. Điển hình là những dòng chip của Toshiba, những cái con chip của Toshiba thì các bác biết rồi, nó xử lý tín hiệu rất tốt. Riêng dề của nó lại sử dụng linh kiện của Nhật Bản, rất nhiều linh kiện Nhật Bản vào đây. Và còn con bâu của nó thì sử dụng 100% linh kiện Mỹ hết các bác nhé. Adecom là một dòng chuyên sản xuất dề bâu của phòng thu kiểm âm chuyên sâu, và những linh kiện high end tạo lên những bộ dề pâu tuyệt vời các bác. Và đây là bộ dề pâu em xin nói giá luôn, bộ dề pâu 545 12 sò. Công suất của nó, nếu các bác muốn tham khảo công suất thì nó ghi ở đây là 500W các bác nhá, công suất là 500W, 12 sò 500W và chạy điện 120V chắc chắn rồi. Con dề của nó nặng gần 10kg các bác có biết là khủng thế nào, nặng gần 10kg, 9,5 cân các bác, chính xác 9,5 cân, cực kỳ nặng các bác. Và con pâu của nó rất gấu, 12 sò rất nặng các bác, nặng trịch. Và con pâu, cả dê cả pâu này em không bán lẻ các bác nhá, bán cả bộ. À, khi để cả hai, em để giúp anh cái con dê lên trên cái thớt của nó các. Khi các bác mua cả bộ này thì em để các bác giá cả bộ dê và pâu 16.800.000 đồng các bác nhá. Giá rất rẻ luôn, 16.800, không bớt, các bác lưu giúp em không bớt, bộ rất gấu. Và đừng quên đôi loa Boston A100 giá 8.600.000 đồng, cực kỳ hay, một dòng acoustic rất đẹp luôn, 8 ohm, các bác có thể nghe đấy. Đôi loa đẹp như mới các bác nhá. Thật sự là nghe bằng dề pâu chất âm nó rất khỏe khoắn và mạnh mẽ và trong trẻo. Những dòng dề pâu của Mỹ này luôn luôn đưa chất âm rất trong trẻo các bác, trong đến nỗi chi tiết rợn gai ốc các bác. Và đôi loa này sử dụng một con bát 25 gần mút các bác nhá, một bát 25 và một con tép đôm, rất hay luôn, đôi loa rất hay. Bộ dề pâu xin báo giá lại các bác là 16.800,
đôi loa giá 8,6 triệu các bác, đôi loa rất đẹp, nghe rất là hay luôn. Bộ Zepo này là một trong những thuốc đánh những dòng loa Bose 301 này, 601 này, hay là những dòng loa BMB để các bác vừa nghe vừa hát rất hay, hay đơn giản như những dòng loa khủng như JBL 4344 Bass 40 các bác, hay là những dòng JBL Control Monitor vân vân và vân vân, đánh được rất nhiều. Các bác thả cái loại loa gì vào nó cũng hay, ngay cả những đôi loa rẻ tiền các bác nhé, bởi vì bộ Zepo quá chất, dòng hay em mà các bác. Rồi em xin dừng video clip tại đây. Bộ Zepo xin báo giá lại 16,8 triệu, bộ Zepo cực mới luôn các bác, đẹp như mới, nhấn mạnh đẹp như mới các bác nhé. Và một chút nhạc sống cho nghe cho sướng thì các bác. Để em xin kết thúc video tại đây.